Xin chào anh em, mình là Gầy. Trước đây thì Samsung rất là nổi bật với những cái màu sắc đặc biệt trên các dòng flagship của mình. Ví dụ như kiểu ngày xưa mình nhớ không nhầm là có S7S rồi thì Note FE màu Blue Coral các thứ rất là đẹp. Và cuối cùng thì hôm nay mình cũng đã có trên tay chiếc S9 Plus màu Coral Blue. Có gì khác nhỉ? Chúng bắt đầu video đã. Trước đây thì chúng ta thường biết đến những cái màu này qua đường sách tay và thậm chí là nó có mức giá còn cao hơn các phiên bản màu thường chính hãng luôn, rất là đắt. Và cuối cùng thì bây giờ chúng ta có hàng chính hãng này, lại còn cũng màu xanh Coral Blue này, giá này cũng bằng luôn, quá là ngon. Mà nói đến đây mà anh em nghĩ rằng là hơi hình như là cả cái video này thằng này nó chỉ nói về màu thì nói chung mời anh em đoán đúng rồi đấy. Cả video này mình chỉ có tả màu thôi. Các bạn biết sao? Thì cái điện thoại này thì nó ngoài màu ra nó chả có gì khác với những cái phiên bản màu khác cả. Cho nên là mình sẽ chỉ tập trung chia sẻ những cái gì về màu thôi. Những cái này anh em nào mà đang quan tâm về cái màu của nó và đang có ý định mua thì nó sẽ phù hợp với anh em. Còn những anh em nào mà không có định mua và anh em quan tâm về cái khác thì video này nó không phù hợp lắm. Vậy thì cái màu này nó có gì đẹp và nó có gì xấu? Cái mà mình hơi thất vọng một tí tẹo đó là cái màu này tuy là nó hơi thẫm nhưng mà nó không che được hết cái khuyết điểm bám vân tay ở mặt lưng. Và mình nghĩ rằng nếu bản thân mình mà mình dùng cái màu này, mình sẽ vẫn phải dùng thêm một cái ốp silicone trong. Một là để nó tôn lên cái màu bên trong, và hai là để nó đỡ bám mồ hôi dấu vân tay hơn. Và ngoài ra các bạn có thể thấy rằng mặt lưng với cạnh viền thì trông nó khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì cạnh viền thì nó là màu xanh lì, còn mặt lưng nó là màu xanh bóng. Cái mặt lưng này thì các bạn nghiêng lên nghiêng xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường sáng màu xanh trong hơn ở cái mặt lưng, nó chạy lên chạy xuống theo hướng sáng khá là đẹp. Và tất cả các cái cạnh cong của nó ở mặt lưng cũng đều phản sáng, nhìn cực kỳ sang trọng và cực kỳ bắt mắt luôn. Cái cạnh viền thì nó là màu lì, trông nó cũng rất là nổi bật và chắc chắn. Thế là cái cạnh viền mà nó lại còn màu bóng nữa ấy, thì mình lại cảm thấy là nó hơi bị yếu đuối, nó hơi bị giống như quang lùn ấy, nó thiếu tính men lì. Thế nhưng mà với cái màu xanh lì thì mình lại cảm thấy cái máy trông nó vẻ chắc chắn, cứng cáp hơn. Với cái màu xanh như thế này thì nếu anh em để một cái màu nền cũng màu xanh đồng bộ tông xoẹt tông như bọn mình đang để ở đây thì trông máy nó sẽ rất là bắt mắt và trông rất là liền lạc. Tiêu chung lại thì cái màu này nó là một cái màu ngày xưa chỉ có ở những cái bản limited khá là đắt và chỉ đi về Việt Nam theo đường sách tay và không có chính hãng. Thế nhưng là rất may mắn thì cái màu này bây giờ nó đã có chính hãng ở Việt Nam rồi và hiện tại thì đã được đặt độc quyền tại Thế Giới Di Động từ ngày 21 cho đến ngày 27, rất là đẹp và rất là nhiều quà luôn, anh em có thể tham khảo. Giá thì nó bằng nhau đấy, mình nói từ đầu đến giờ rồi, bằng nhau, anh em không phải sợ. Với những cái màu sắc rất là độc đáo và bắt mắt, sang trọng ở trên chiếc S9 Plus và hy vọng là tương lai sẽ có cả ở trên chiếc S9 thì mình nghĩ rằng là Samsung sẽ tiếp tục khẳng định đỉnh cao chơi màu của mình trong thế giới công nghệ. Cá nhân mình thì mình thấy là nó đẹp hơn khá là nhiều so với màu của Apple. Mình nghĩ là bây giờ là những cái thời của màu tím, kiểu như là tím lilac hay là những cái màu xanh nó bóng bẩy như thế này. Mình nghĩ vậy và mình cảm thấy những cái màu này nó đẹp hơn, nó sang trọng hơn. Và tận dụng được những cái ưu điểm này thì Samsung đã có những cái màu rất là đẹp và hy vọng là tương lai thì họ cũng sẽ tiếp tục đưa ra những cái màu đẹp hơn, bắt mắt hơn cho người dùng. Nếu là anh em thì anh em sẽ chọn cái màu này, Coral Blue, hay là anh em sẽ vẫn chọn những cái màu trước, màu trắng này, rồi màu đen hay là màu lilac purple này, anh em chọn màu nào? Mình thì mình chắc là mình thích chọn màu này. Chả hiểu sao mình có vẻ trong hợp thích hợp với cái màu lam hơn, nhìn trông rất là hiền hòa, kiểu hòa bình. Sam thì đủ rồi đấy. Video tả màu đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn. Và nếu các bạn ủng hộ bọn mình thì các bạn có thể bấm like này, bấm cả chuông này. Đấy, để giờ đó các video tiếp theo đến từ bọn mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em cho các số video lần sau. Bye bye. Nói vậy thôi. Còn